giảng tòa nhân sanh hạnh phúc. Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như pháp? Người giảng thầy giáo Thái Lệ Húc. Số 1, tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước giáo dục con cháu của họ như thế nào? Số 2, thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào? Số 3, quy tắc nhân sanh đầu tiên, đệ tử quy. Ngày 20 tháng 11 năm 2004, thành phố Hải Khẩu, trung tâm Dở Lòng Quốc học Hiếu Liêm. Tập 34. Xin chào các vị bạn hữu, chúc mọi người một buổi chiều tốt lành. Tiết học trước, chúng ta nhắc đến trất dục, dục vọng. Cái thường nói nhất chính là ngũ dục, nghĩa là tài sắc, danh, thực, thùy. Nếu như người không biết tiết chế những dục vọng này, có thể cả đời đều rơi vào việc theo đuổi dục vọng mà không thể nào tự thoát ra được. Thế cuộc đời như vậy sẽ đi qua rất trống không, thậm chí là sẽ gây nên rất nhiều chuyện khó mà giảng hồi, sẽ gây nên rất nhiều chuyện khiến cho mình hối hận không kịp. Chúng ta xem tiếp cái thứ tư, thực, là dục vọng về ăn uống. Cái này cũng cần phải tiết chế. Chúng ta người hiện nay ăn uống không có tiết chế, ăn đến một năm không biết có bao nhiêu động thực vật bị tuyệt chủng. Chúng ta nói con người rất biết ăn, loại bay trên trời, loại bò dưới đất, loại bơi dưới nước đều bị con người chúng ta ăn hết hơn một nửa rồi. Ăn đến cuối cùng rất nhiều loài vật đều bị tuyệt chủng hết. Giả lại chúng ta cần phải biết là toàn bộ động thực vật với chúng ta là một thể cùng chung sống. Khi rất nhiều loài vật đều bị tuyệt chủng thì hệ sinh thái trên toàn bộ sẽ bị mất cân bằng. Một khi sinh thái bị mất cân bằng thì toàn bộ môi trường, toàn bộ chủ thực vật cũng sẽ bị phá hoại rất lớn. Mà con người là một yếu tố trong chuỗi thực vật đó, đến cuối cùng cũng khó tránh khỏi dẫn đến hòa quạng. Giống như con người chúng ta, để ăn được những thứ, thí dụ đói thực vật, chúng ta nhìn thấy rất nhiều côn trùng đến ăn rau cải, trái cây, con người chúng ta không để nó ăn, liền giết chúng. Con người cảm thấy họ có thể làm chủ tất cả, như vậy chỉ cần giết hết những côn trùng này thì ta có thể ăn được rau ngon. Xin thưa với các vị bạn hữu, có ăn được rau ngon hay không? Xin hỏi bạn, ra chợ mua rau đều chọn rau như thế nào? Mua rau như thế nào? Rau bị cắn thủng mới mua, bởi vì rau bị cắn thủng là vẫn là có côn trùng ở trong đó, đại biểu không có phun thuốc trừ sâu. Đây là đại biểu người có năng lực phán đoán mới biết lựa chọn như vậy. Chúng ta hãy thử xem khoa học tiến bộ có phải đại biểu cho đời sống con người sẽ càng tốt hơn không? Cái này không nhất định. Phát minh ra thuốc trừ sâu là khoa học tiến bộ, nhưng mà phát minh ra thuốc trừ sâu lại khiến cho con người chúng ta ba bữa đều uống thuốc độc. Ba bữa ăn là đang ăn gì? Ăn thuốc trừ sâu. Căn cứ con số cho biết, Đài Loan một năm bình quân mỗi một người được chia 2,7 ký thuốc trừ sâu. Có nhiều hay không? Nhiều. Rất nhiều nông dân trồng rau, họ có dám ăn hay không vậy? Họ không dám ăn. Rất nhiều nông dân phun thuốc trừ sâu, tôi vốn dĩ dùng một loại thuốc trừ sâu, đến cuối cùng một loại không có hiệu quả, đổi thành hai loại, hai loại lại không có hiệu quả, đổi thành ba loại. Ở trong mỗi một bình thuốc nông dược là đã thêm ba loại thuốc trừ sâu cực độc phun chung với nhau. Cho nên rất nhiều nông dân có mấy lần kinh nghiệm đều là phun đến một nửa thì bản thân bị ngất xỉu rồi. Vì sao vậy? Thuốc trừ sâu bị bốc hơi,
đến cuối cùng mình hít vào nhiều quá cũng bị ngất đi, đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cho nên họ phun thuốc trừ sâu sau 10 giờ là không phun nữa. Bởi vì ban ngày sau 10 giờ thì trời nắng gắt. Trời nắng gắt thì ánh nắng mặt trời sợ cái thuốc trừ sâu nó bốc hơi quá nhanh, họ chạy không kịp, cho nên họ đều là trước đó rất sớm, mặt trời chưa nắng thì họ ra phun. Các vị bằng hữu, bạn nói chúng ta ba bữa uống thuốc độc thì phải trách nông dân, có nên trách nông dân không? Nông dân nói cái rau rất bình thường, của tôi đem ra có vết cắn, các anh đều không mua, thế chúng tôi làm sao sống? Các anh đều muốn cái rau đó khi nhìn thấy rất to, bên trong đều là không có dinh dưỡng. Các anh thích loại rau này, cho nên tôi mới trồng loại này cho các anh. Nếu như các anh muốn có vết côn trùng cắn, thế thì tôi sẽ trồng loại côn trùng cắn. Cho nên người tiêu dùng là quyết định người sản xuất sẽ làm như thế nào. Cho nên khi ý thức của người tiêu dùng chúng ta dần dần chính xác rồi, thì người sản xuất một cách tự nhiên họ cũng sẽ điều chỉnh. Cho nên hiện nay toàn cầu bắt đầu mở rộng phát triển canh tác hữu cơ, tức là khôi phục phương pháp gieo trồng tự nhiên, dùng rất nhiều phân hữu cơ để cho đất đai màu mỡ, không nên dùng thuốc trừ sâu để phun nữa. Thật ra khi đất đai rất màu mỡ thì cái cây này lớn lên sức đề kháng sẽ rất tốt. Nhưng mà bởi vì hiện nay phần lớn đất đai không phải bón phân hữu cơ mà là bón phân hóa học. Phân bón hóa học đều là do hóa học chế tạo, không có dinh dưỡng quá cao. Cho nên thực vật dùng phân hóa học trong thời gian dài thì cái đất đai này sẽ dần dần bị bạc màu, không có dinh dưỡng. Bởi vì càng không có dinh dưỡng thì thực vật lớn lên sẽ không có sức đề kháng. Cho nên không có sức đề kháng thì dẫn tới côn trùng. Cho nên chúng ta lại phun thuốc trừ sâu. Vì vậy mà tuần hoàn ác tính thấm thuốc trừ sâu vào cũng khiến đất đai bị hủy hoại rồi. Cho nên rất nhiều đồng ruộng hầu như phun thuốc trừ sâu, dùng phân hóa học, dùng khoảng chừng 10 năm thì khoảnh đất này đành phải bỏ hoang. Cho nên từ từ tiếp tục đi theo con đường này thì đất đai trên trái đất này từng chút một đều đang bị phá hoại hết. Cho nên bảo vệ đất đai bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu từ bạn ăn thức ăn. Khóa trình trước đây chúng tôi cũng có nhắc đến, ăn thức ăn chính là cách bảo vệ môi trường dễ dàng nhất. Bạn ăn thịt thì họ cần đất nhiều hơn để trồng những loại cây ngũ cốc này, cho nên nhất định sẽ đốn hạ hết những rừng cây nguyên thủy. Cho nên thức ăn chúng ta ăn là liên quan đến hệ sinh thái trên toàn địa cầu, liên quan đến thổ nhưỡng trên toàn bộ địa cầu, thậm chí là không khí cũng ở trong đó. Cho nên địa cầu với chúng ta là quan hệ mật thiết. Khi chúng ta đều có thể thuận theo tự nhiên thì đất đai mới khôi phục sức sống, mới không tiếp tục bị phân hóa học và thuốc trừ sâu tàn phá. Thiên nhiên có một cái quy luật rất vi diệu. Bạn đối với người khác như thế nào thì người khác sẽ đối với bạn như thế đó. Cho dù người cũng vậy, cho dù bất kỳ dạng vật nào cũng đều như vậy. Bạn hãy đá thử hòn đá xem nó như thế nào, nó cũng sẽ đáp ứng lại cho bạn một cái gọi là phản lực. Bạn đi tán thưởng đóa hoa, nó sẽ nở càng đẹp hơn cho bạn. Cũng vậy, bạn muốn những côn trùng này tuyệt tử tuyệt tôn, nó cũng muốn bạn tuyệt tử tuyệt tôn. Chúng ta tiếp tục phun thuốc trừ sâu như vậy nữa, nó không chỉ không tuyệt tử tuyệt tôn, bởi vì vạn vật đều có bản năng sinh tồn. Cho nên loại thuốc trừ sâu này của bạn phun vào nó, nó sẽ bắt đầu đột biến gen. Một khi biến đổi thì thuốc trừ sâu không còn hiệu quả nữa. Bạn tiếp tục tăng mạnh thêm nữa, nó cũng sẽ tiếp tục đột biến. Đến cuối cùng bạn không thể giết được nó, nhưng mà giết chết chính mình rồi. Bởi vì những thuốc trừ sâu cực độc này đến cuối cùng chúng ta ăn vào, cho nên hiện nay người bị chứng hiếm muộn càng ngày càng nhiều. Cho nên bạn xem, giống như muốn giết côn trùng, đến cuối cùng biến thành tổn thương chính mình.
Cho nên nếu như con người sống bạc mạng, đến cuối cùng vẫn là nguy hại chính mình. Chúng ta nói đối với thực vật như vậy, chúng ta đối với động vật, nếu như tiếp tục vì thỏa mãn dục vọng ăn uống của chúng ta mà dùng thuốc diệt côn trùng lượng lớn, dùng kích thích tố, kháng sinh tố lượng lớn tiếp nữa, thì cuối cùng cái nguy hại này vẫn là trở lại trên thân của chính chúng ta. Cho nên nghe nói hiện nay có bé gái chưa đến 10 tuổi, kinh nguyệt của nó đã có rồi. Có càng lâu, tuổi thọ càng ngắn. Cho nên loài người cần bình tĩnh tư duy, suy nghĩ gì con cháu đời sau. Không nên vì một cái miệng nhỏ bé này đem mạng sống của mình, đem mạng sống của con cháu đời sau, đem địa cầu quý báu đều tiêu hao hết rồi. Cái này quá không lý trí rồi. Cho nên cái thức ăn này chúng ta nên bình tĩnh mà học tập. Ở trong quá trình phía trước nhắc đến ăn thế nào để được khỏe mạnh, hy vọng các bạn có thể tiến thêm một bước học tập nhiều hơn nữa. Thật ra con người không thể ăn được vị gốc của thức ăn. Con người cũng không thể sống đúng hương vị của làm người. Cho nên bạn xem rất nhiều chuyện đều do tâm tưởng sanh. Tâm của con người sống ở bên ngoài, sống ở trong, vô cảm. Cho nên lạc không phải là chân lạc, là dùng trong vô cảm. Ăn không phải mùi vị thức ăn thật, cũng là đem ra dùng trong vô cảm. Bởi vì đem chất gia vị rất nhiều, chiên nấu xào rán, lưỡi của bạn đều bị nó lừa rồi. Không thể ăn được vị ngọt của thức ăn, không thể ăn được loại năng lượng đó của thức ăn. Không biết các vị ăn những rau cải, trái cây hữu cơ ăn vào có cảm thấy toàn thân giống như rất có sức lực hay không? Tôi đã có loại cảm giác này rồi. Bởi vì chúng tôi trong thời gian dài không ăn những thức ăn có độc hại, không ăn những thức ăn thêm kích thích tố, kháng sinh tố này, cho nên dần dần cơ thể sạch sẽ. Cơ thể của bạn càng sạch sẽ thì sẽ càng nhạy bén đối với thức ăn dơ bẩn. Vừa ăn liền biết ngay. Tôi còn nhớ chúng tôi đi ra ngoài để ăn, vừa ăn bát mì đó lập tức có thể phán đoán nhất định nên bột ngọt. Bởi vì chúng tôi đã thời gian dài không ăn bột ngọt, cũng bởi vì như vậy, thường thường mấy mâm rau xanh chúng tôi ăn vào thấy đặc biệt có mùi vị. Bởi vì lưỡi của bạn đã rất nhạy bén rồi, cho nên không nên ăn thức ăn không đúng vị gốc của nó. Đương nhiên càng không nên sống không đúng với hương vị của cuộc sống. Xin thưa các bạn, hương vị của cuộc sống tuyệt đối không phải ở tài sắc danh thực tùy. Hương vị của cuộc sống là nhân, nghĩa, lý, trí, tính. Đây mới là ngũ thường, đạo bình thường của con người. Khi một người có lòng nhân, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Khi một người xử sự đều là tuân theo đạo nghĩa, khiêm cung, có lễ, lại rất có trí huệ, lúc nào cũng có thể ứng phó, linh hoạt. Lời nói đi đôi với việc làm, rất có chữ tín. Khi bạn nhìn thấy người bạn như vậy, trong lòng của bạn sẽ ưa thích từ trong tâm. Từ trong tâm luôn có ý quý trọng. Cái này mới là hương vị của làm người chân thật. Một người muốn sống đúng hương vị của cuộc sống, nhất định trước tiên phải đặt nền tảng tốt. Cho nên khi chúng ta hy vọng học trò và con cái của chúng ta cả đời nó có thể thật sự giống một cuộc sống đàng hoàng, vào lúc này chúng ta phải nhanh chóng đem những đạo lý lớn về ngũ luân, nhân, nghĩa, lý, trí, tính này mau mau cắm rễ. Cho nên cái thứ tư, dục vọng của loài người cần tiết chế, chính là chúng ta ăn thức ăn. Ăn thức ăn. Cái cuối cùng là thùy. Chữ thùy này không phải chỉ có ngủ mà thôi. Hiện nay có bạn nào không cần ngủ hay không? Vẫn là cần. Ngủ là một loại nghỉ ngơi. Chúng ta đều là ăn lương thực ngũ cốc, cũng là phải để cho máy móc
hơi tạm dừng một chút, để nó trao đổi chất một chút. Cho nên ngủ cũng rất quan trọng. Nhưng mà bạn ngủ nhiều quá là không tốt. Thí dụ nói chúng ta người 30-40 tuổi có thể mỗi ngày ngủ khoảng 6 tiếng rưỡi đến 7 tiếng đồng hồ, có lẽ là đủ rồi. Vậy thì người già có thể ngủ khoảng 6 giờ hoặc 5 giờ đồng hồ là đủ rồi, là thuận theo chức năng toàn bộ cơ thể của chúng ta. Và trẻ con bạn có thể cần cho nó ngủ là 8 giờ đến 9 giờ đồng hồ. Bởi vì các em tuổi còn nhỏ nó đang phát triển nội tạng, mà ngủ sẽ khiến nó phát triển tốt. Ngủ sẽ khiến cho hệ thống miễn dịch của nó nâng cao rất nhanh. Và ngủ cũng cần bắt đúng thời gian. Hệ thống giải độc mạnh nhất của loài người là gan, mà gan là nơi toàn bộ khí huyết của chúng ta đi qua. Gan là 11 giờ đến 1 giờ, mật là 1 giờ đến 3 giờ. Cho nên trong 4 giờ này tốt nhất đều nên phải ngủ. Nói đến chỗ này người Hồng Kông sẽ rất đau khổ, bởi vì 11 giờ dường như mới vừa bắt đầu. Khu vực sống về đêm văn minh không dễ dàng phát triển cao độ. Chúng ta thử xem khu vực văn minh phát triển cao độ thường thường đều ở nơi tương đối lạnh lẽo. Bạn xem quốc gia Âu Mỹ, bạn xem lưu vực Hoàng Hà, Trung Quốc, những văn minh này thời tiết đều tương đối lạnh. Khi thời tiết lạnh thì ngủ sớm, dậy sớm. Cái này cũng là thuận theo tự nhiên. Rất nhiều người đều có thói quen ngủ trưa. Thưa các bạn, bạn cảm thấy ngủ trưa nên ngủ bao lâu? Có một số khu vực thời gian ngủ trưa dành cho trẻ xếp 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ. Thật ra cái đó không phải trẻ con muốn ngủ trưa, đó là người lớn muốn ngủ trưa. Vì người lớn vì sao muốn ngủ nhiều như vậy? Thật ra có nguyên nhân. Bởi vì bữa trưa họ ăn rất no, thịt to cá lớn, kết quả máu ở trong não chạy gì đâu vậy? Bộ tiêu hóa. Bởi vì gánh vác quá nặng nên lượng lớn máu phải chạy về đường tiêu hóa. Cuối cùng máu như vậy đều xuống tiêu hóa rồi thì não sẽ mê man, không tỉnh, rất muốn ngủ. Vừa ngủ xuống như vậy liền hôn mê mất rồi. Cho nên ăn cơm no cần phải đi tới đi lui một lúc giúp tiêu hóa. Khi một người buổi trưa ngủ một cái là ngủ 1 giờ đồng hồ đến 2 giờ đồng hồ, khi họ ngủ dậy sẽ rất không có sinh lực, giả lại sẽ cảm thấy rất đau đầu. Vì sao vậy? Thiếu oxy. Máu tuần hoàn đến thời gian buổi trưa là điểm cao nhất, là điểm cao nhất trong trao đổi chất của bạn. Cuối cùng khi bạn ngủ như vậy, nó lập tức từ điểm cao nhất đột nhiên hạ thấp xuống. Cho nên cái này không phải thuận theo tự nhiên. Buổi trưa lúc rất muốn ngủ, bạn chỉ cần ngủ 20 phút đến 30 phút cho nó dịu xuống một chút rồi tỉnh dậy, khi làm việc sẽ rất có sức lực. Các vị bằng hữu, tôi vừa mới ngủ trưa đã ngủ 10 phút, nhưng mà tôi vừa mới trước tiên đi ra dạo một chút, trở về nằm 10 phút, bây giờ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cho nên cái này gọi là hiệu suất đầu tư có lời. Trong lúc mệt nhất cho nó ngủ một chút, cái hiệu quả đó tốt nhất. Cho nên chúng ta ngủ cũng phải biết lúc nào cần phải nghỉ ngơi. Cho nên do ngủ thời gian quá dài khiến cho phần lớn thời gian của cuộc đời chúng ta đều bị tiêu hao hết. Cái này cũng là người không sáng suốt. Thức khuya không tốt, chúng ta nói thức một đêm phải mấy ngày mới bù đắp lại được vậy? Thế thì không được, phải 3 ngày. Thân tổn thương, cha mẹ lo. Lúc tuổi trẻ nếu muốn khoe tài, chứng tỏ khiến cho thân thể bị tổn thương, đến cuối cùng cũng hối hận không kịp. Ngoài ngủ cũng cần phải tiết chế ra
Một cái ý nghĩa suy rộng ra khác chính là con người không nên sống hồ đồ hồ đà. Chữ thùy này là giống như việc gì cũng không hiểu rõ. Cho nên đối trị cái dục vọng thùy này chính là nói với chúng ta cần phải rõ lý, cần phải có trí huệ để đối diện với những khiêu chiến trong cuộc đời, để xử lý rất nhiều vấn đề giữa người với người trong cuộc sống. Khi bạn có cái phần sáng suốt này, có cái phần trí huệ này, mới có thể khiến cuộc đời càng sống càng có ý nghĩa, khiến cuộc đời càng sống càng có thể hóa giải hết nhiều vấn đề. Tuyệt đối không nên đến cuối cùng cảm thấy cuộc đời rất mờ mịt. Cái này chính là hồ đồ rồi. Cho nên một chữ thùy cuối cùng chúng ta cũng có thể suy rộng ra, phải sống trong sáng suốt, sống trong minh bạch. Đây là ngũ dục. Đương nhiên dục vọng vẫn còn rất nhiều. Từ năm cái dục này suy diễn rộng ra cũng đều là dục vọng. Thậm chí là ngay cả thích núi, thích sông cũng có khả năng là dục vọng. Thích núi, thích sông, nếu như chúng ta là dùng loại thái độ học tập để học tập với thiên nhiên, thì cái thái độ này là vô cùng tốt, cũng là một kiểu giúp ích cho thân tâm của bạn. Nhưng mà nếu như chúng ta thái quá rồi, đối với núi sông đã đến trạng thái si mê, đã đến trạng thái bỏ vợ bỏ con, thì cái này đã biến thành dục vọng rồi, đã biến thành dục vọng muốn chiếm hữu. Cái này là không tốt. Cho nên đạo Trung Dung của Trung Quốc quả thật rất có nghĩa lý ở trong đó. Chúng ta nói học nghệ thuật có tốt hay không? Học nghệ thuật rất tốt, đi thưởng thức, đi ngắm nhìn. Nhưng mà nếu như học nghệ thuật học đến thái quá, làm cho đời sống rất tàn tạ, thế thì không tốt. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều nghệ nhân cũng đã từng nổi tiếng, rất nổi tiếng, có thể sau 3 đến 5 năm trở thành nghệ sĩ đường phố. Chúng tôi ngày hôm đó đúng lúc đi vào trung tâm văn hóa, nhìn thấy hai vị nghệ nhân, khúc nhạc mà họ thổi có thể là âm nhạc của dùng Trung Mỹ, nhạc cụ mà họ dùng là làm bằng trúc, thổi nghe hay vô cùng. Trên chỗ họ diễn tấu có đĩa CD của họ xuất bản. Nhưng mà hiện nay lại lâm vào cái gì vậy? Nghệ sĩ đường phố. Sở dĩ họ đã quên mất nghệ thuật là dùng để hung đúc tính tình của con người, không phải dùng để kiếm tiền, không phải dùng để sau khi kiếm được tiền rồi đi sống bạc mạng. Cho nên có tài năng mà không có đức hạnh thì cuộc đời vẫn là trống rỗng, vô nghĩa, thậm chí là còn tạo nên rất nhiều nghiệp chướng ở trong đó. Cho nên đức hạnh vẫn là căn bản. Bởi vì người làm nghệ thuật, khi họ có tiền mà không có đức, ở trong cái môi trường của họ như thế sẽ rất dễ dàng tiêm nhiễm tài sắc danh thực thùy, cuộc sống của họ cũng không bình thường. Cho nên bất kỳ sự ham muốn nào cũng phải tiết chế, cũng không được thái quá, cũng không được phép chiếm hữu. Tốt rồi, khi người biết tiết chế dục vọng thì bạn sẽ phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng. Chúng ta hãy tiếp tục xem cái trọng điểm nữa. Ở trong tu thân nhất định phải hướng thiện và sửa chữa lỗi lầm. Trước khi còn chưa giảng hướng thiện, trước tiên phải bàn đến sửa chữa lỗi lầm. Nếu như con người không sửa chữa lỗi lầm, mặc dù có đang hành thiện, là giống như bạn lấy một cái thùng, bạn ở đó đổ nước vào, nhưng mà dưới đáy thùng bị thủng hai lỗ, đổ vào như thế nào đi nữa cũng chảy ra hết. Cho nên chưa bàn đến hành thiện, trước tiên cần phải sửa chữa sai lầm của mình. Cho nên Khổng Phu Tử nói, biết hổ thẹn
là gần giới, có dũng khí. Trước tiên phải biết sai lầm của mình ở chỗ nào, bước tiếp theo dũng cảm mà sửa chữa. Các vị bằng hữu, ở trong đầu bạn mỗi ngày đang nghĩ điều gì? Ở trong đầu đang xem trọng điều gì? Mỗi ngày đang nghĩ điều gì? Chúng ta hãy thử so sánh với bậc thánh hiền xem. Xem họ mỗi ngày đang nghĩ điều gì, chúng ta mỗi ngày đang nghĩ điều gì. Chúng ta biết chỗ thua kém mới có thể đuổi theo được. Người hiện nay không phải đi tìm hiểu bậc thánh hiền nghĩ điều gì, người hiện nay là cảm thấy bậc thánh hiền cũng nghĩ giống như tôi vậy. Thật sự là rất nghiêm trọng dùng cái tâm của tiểu nhân để đo lường bụng người quân tử. Cho nên chúng ta hãy xem rất nhiều người viết Luận Ngữ Tân Giải, đem Luận Ngữ giải thích trở lại, đều cảm thấy họ nhất định phải đem Khổng Lão Phu Tử kéo xuống cho cao bằng với họ. Chúng ta xem xong thấy rất khó chịu. Cái bà người hiện nay mỗi ngày có thể nghĩ cũng không lìa khỏi tài sắc, danh thực thùy. Trong lúc chúng ta vẫn chưa gặp được học vấn thánh hiền, thì mỗi ngày cứ nghĩ người nào không có xem trọng ta, mỗi ngày nghĩ nhà hàng nào vừa khai trương chúng ta nhất định phải đi ăn cho sảng khoái, tiệm nào là ăn đến no, mỗi ngày bàn tán đều là những thứ này, có hay không? Mỗi ngày bàn tán chỗ nào cắt tóc rất đắt lại rất đẹp, ngôi sao điện ảnh hiện nay lại mặc y phục nhãn hiệu nào, mỗi ngày bàn tán chuyện này. Các vị bằng hữu, bàn tán chuyện này mình có khai trí huệ hay không? Bàn tán chuyện này giáo dục con cái có thành công không? Cho nên hiện nay chúng tôi nói phải đổi tâm, phải thay não, điều chỉnh trở lại, phải đem cái thân người có được này sử dụng cẩn thận. Phu tử nói ngày mỗi ngày lo nghĩ bốn sự việc. Đức chi bất tu là đạo đức không được tu dưỡng mỗi ngày. Học chi bất giảng, một ngày không được dốc sức giảng dạy, đem lại lợi ích cho mọi người, lợi ích học trò, đây là chỗ lo buồn thứ hai của ngài. Cái thứ ba, danh nghĩa bất năng tỷ, là nghe được chánh nghĩa, nghe được những điều thiện mà không thể lập tức đi làm, đây là nỗi lo buồn thứ ba của phu tử. Bất thiện bất năng cải, là khi mình có khuyết điểm, có lỗi lầm mà không có sửa chữa kịp thời, đây cũng là việc lo nghĩ của phu tử. Cho nên phu tử mỗi ngày luôn nghĩ nâng cao bản thân, tạo phúc cho mọi người, luôn nghĩ mỗi ngày hành thiện, mỗi ngày sửa chữa lỗi lầm. Cho nên quả thật là khiến chúng ta thấy thẹn, mướt mồ hôi, cũng khiến chúng ta phải mau mau thấy người hiền tài là muốn theo cho kịp. Chỉ có loại thái độ giống như phu tử vậy thì mới có thể khiến chúng ta đức tiến dần, lỗi ngày giảm. Như vậy là bạn có thể công phu đắc lực, là có thể luôn luôn sống ở trong niềm vui. Học nhi thời cập chi bớt diệt duyệt hồ. Chúng ta trước tiên hãy thử xem sửa chữa lỗi lầm. Sửa chữa lỗi lầm cần phát ba loại tâm. Ba loại tâm, chúng ta nói quân tử lập chí trường, tiểu nhân thường lập chí. Quân tử khi xác định chí hướng thì suốt đời không sửa đổi. Cho nên phu tử 15 tuổi chí khí ở việc học. Bởi vì sau khi chí ở học rồi thì kiên trì đến cùng. Cho nên phu tử tam thập nhi lập là học vấn đã thành tựu một cái nền tảng rất tốt rồi. Phu tử phải tốn 15 năm mới lập, chúng ta phải tốn bao nhiêu năm vậy? Cho nên cái lúc này cần dũng mãnh mà sửa chữa lỗi lầm. Cho nên cần phát ba loại tâm. Cái thứ nhất, cần phát tâm biết hổ thẹn, tâm xấu hổ. Chúng ta hãy suy xét đến, người đều có thể làm nghiêu thuấn. Cho nên Mạnh Tử khích lệ chúng ta là thuấn. Đại thuấn là người nào?
ta là người nào, chúng ta là người nào, hữu vi, giả diệt, nhược thị. Nghĩa là người thật sự hà quyết tâm muốn thành thánh thành hiền để có thể làm được. Bởi vì trí huệ của thánh hiền không phải có từ bên ngoài. Là gì vậy? Mỗi người vốn dĩ đã có. Nhân chi sơ tánh bổn thiện đã đều có rồi, lại không cầu ở người khác. Cái gọi là đời người có hai cái khó: lên trời khó, cầu người khó. Đạo đức học vấn là trí huệ vốn có của mình, vừa không cầu ở người, vừa không khó hơn so với cầu ở người. Cho nên chỉ cần bạn có chí khí, cảm thấy có tâm hổ thẹn, thánh hiền làm được thì ta cũng làm được. Luôn luôn đọc Đệ Tử Quy nói với mình là: chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền dân làm được. Cái này chính là có cái tâm biết xấu hổ. Chúng ta tuyệt đối không muốn cả đời sau khi mấy chục năm qua rồi biến thành cát bụi, không có người nào nhớ đến bạn, ngay cả con cháu cũng không nhớ đến lời giáo huấn của bạn. Thế thì chúng ta đời này là sống vô ích rồi. Cho nên khi chúng ta lìa khỏi cái thế gian này, người thế gian rất tưởng nhớ bạn, rất nhiều người đã rơi nước mắt cho bạn, thì đời này bạn không có sống uổng công. Nếu như lúc bạn lìa khỏi cái thế gian này, rất nhiều người đứng lên vỗ tay, thế thì chúng ta cần phải kiểm điểm rồi, thế thì sai lầm rồi. Nếu như hiện nay lúc ra đi có người vỗ tay, thế thì bạn phải mau mau điều chỉnh lại cuộc sống. Điều này sẽ không khiến bạn vô cùng hối tiếc. Đời người như vậy là sai lầm. Cho nên chúng ta phải có chí khí. Bậc thánh hiền có thể làm thầy muôn đời. Chúng ta tuyệt đối không thể để cuộc đời phó mặc cho cát bụi. Cho nên chỉ cần bạn lập thân hành đạo, để lại tiếng thơm cho hậu thế, làm vinh hiển cha mẹ. Khi bản thân chúng ta đức hạnh không tốt, sẽ khiến ai bị xấu hổ gì? Cha mẹ. Cho nên không chỉ là mình phải có tâm hổ thẹn, còn phải không làm nhục cha mẹ, còn phải không làm nhục tổ tiên. Phải có loại thái độ hổ thẹn này. Các vị bằng hữu, chúng ta có làm nhục tổ tiên hay không vậy? Rất nhiều người đều nói người ngoại quốc rất tôn trọng người Trung Quốc. Câu nói này các vị phải nghe cho rõ ràng. Người ngoại quốc tôn trọng người Trung Quốc. Xin hỏi cái người Trung Quốc này là người Trung Quốc của thời gian nào? Tôi thấy có lẽ là 200 năm trước. Có phải không? Các vị bằng hữu, hiện nay người ngoại quốc tôn trọng là không phải tôn trọng chúng ta. Chúng ta hiện nay là đang ngồi hưởng mát dưới gốc cây cổ thụ, là bởi vì đức hạnh của tổ tiên xưa vẫn đang che chở cho chúng ta. Nếu không thì người ngoại quốc nhìn thấy thói quen sống của chúng ta là rất xem thường đối với chúng ta, cho nên mới bị treo lên ở trên mạng, nói chúng ta dứt rác bừa bãi, đi tiểu tiện không dội nước, đi đến đâu cũng nói chuyện ồn ào. Ngay cả đến nước trước đền Đức Mẹ Paris của người ta nói chuyện cũng lớn tiếng như vậy. Cuối cùng có một lần tôi đã nói cái ví dụ này tại một khách sạn cao cấp 5 sao, sau đó tổng giám đốc của họ đi đến nói: dân, chúng tôi đến nước Úc tham quan viện bảo tàng của người ta. Cái dạch đó người ta rõ ràng phân định như vậy, chúng ta đều vượt qua của người ta. Sau đó còn nói rất lớn tiếng. Người ngoại quốc bên cạnh nhìn thấy, chỉ biết lắc đầu mà bỏ đi. Khi người nước ngoài lắc đầu là chúng ta đang làm nhục tổ tiên rồi. Cho nên phải có tâm hổ thẹn. Ở trong bát đức của Trung Quốc, sĩ cũng là điều rất quan trọng. Thành tựu đức hạnh không thể không có tâm hổ thẹn. Thời xưa, vào thời đại chiến quốc, có một câu chuyện rất nổi tiếng, tên là Vác Gai Tạ Tội. Ở nước Triệu có hai vị đại thần, một người tên là Lận Tương Như, một người tên là Liêm Pha. Lận Tương Như là tể tướng, Liêm Pha là đại tướng quân. Bởi vì Lận Tướng Như rất có trí huệ, đã quá giải một lần nguy nan cho vua, đem ngọc bích trở về nước Triệu. Cho nên sau đó, sau khi trở về, vua ban thưởng cho ông, liền đem ông xếp lên vị trí ở trên cao hơn một cấp so với
Liêm Pha. Liêm Pha nghĩ, bởi vì ta là đại tướng quân mới khiến cho nước Tần không dám đến xâm phạm, công lao của ta lớn như vậy, tại vì sao vẫn ở dưới ông ấy? Cho nên Liêm Pha không chịu phục, liền thường hay muốn đi kiếm chuyện với Lận Tướng Như. Lận Tướng Như biết được không xung đột trực tiếp với ông, có khi ở trên đường gặp nhau, nhanh chóng nhường đường cho Liêm Pha đi. Có khi Liêm Pha đi tìm ông đều cáo bệnh, không muốn xung đột trực tiếp trong khi nói chuyện với Liêm Pha. Những thuộc hạ này ở trong gia đình ông liền nói với Lận Tướng Như, sao ngày sống hèn nhát như vậy, ngay cả lúc nhìn thấy ông đại tướng quân là tránh đi như vậy, có phải là rất không có dũng khí hay không? Thuộc hạ của ông là chỉ trích ức mở như vậy, cảm thấy rất uất ức. Lận Tướng Như liền nói với họ, ông nói một mình ta bị nhục nhã không có sao cả, điều đáng sợ nhất là quốc gia bị nhục nhã. Bạn xem điểm suy nghĩ của ông không phải nhục nhã của mình mà thôi, nhìn vô cùng sâu, vô cùng xa. Ông nói bởi vì ta với Liêm Pha đại tướng quân với lão tướng quân là hai trụ cột của nước Triệu, bởi vì có hai trụ cột này mà nước Tề mới không dám đến đánh chúng ta. Nếu như hai chúng ta bởi vì sĩ diện của mình mà sanh xung đột, đến lúc nước Tần đến xâm phạm, lúc đó toàn bộ quốc gia bị bại vong, đó mới là tội lỗi lớn nhất. Cuối cùng bởi vì Lận Tướng Như có thái độ như vậy, sau đó lời nói này đã truyền đến tai của Liêm Pha. Liêm Pha dẫu sao người có thể làm đến đại tướng quân, nhất định có đức hạnh của ông. Sau khi vừa nghe xong, cảm thấy việc làm theo cảm tính của mình rất hổ thẹn, lập tức đem cái loại thực vật có gai đó cõng ở sau lưng mình, là cởi bỏ áo ra, vác gai đi tạ tội với Lận Tướng Như. Cho nên Liêm Pha đại tướng quân cũng rất không dễ dàng, lập tức biết sai có thể sửa, tiến tới để thành tựu sự đoàn kết này, loại tận hiến đối với quốc gia này. Sau đó Lận Tướng Như với Liêm Pha đã trở thành, chúng ta nói là hoạn nạn có nhau, sanh tử có nhau. Cho nên tâm hổ thẹn của họ là suy nghĩ vì tổ tiên, vì quốc gia. Các vị bằng hữu, chúng ta không chỉ phải vì thể diện của mình, vì gia đình của mình mà giữ thể diện. Điều quan trọng hơn, chúng ta còn phải giữ thể diện vì ai? Vì dân tộc Trung Hoa của chúng ta, vì con cháu của Diêm Hoàng chúng ta. Nếu như văn hóa Trung Hoa bị mất ở trên tay của chúng ta, đó sẽ là nỗi xấu hổ lớn nhất trong mấy ngàn năm nay. Có lỗi với cha ông, có lỗi với con cháu. Cho nên chúng tôi trong một năm nay tiếp xúc một số thầy cô, chúng tôi đều dùng vì kế thừa học vấn bị thất truyền của thánh xưa, vì mở thái bình cho muôn đời, để làm chí hướng quan trọng nhất cho đời chúng tôi. Mà con người chỉ cần có cái chí hướng này, có cái tâm hổ thẹn này, thì lo gì học vấn không thành, lo gì đạo nghiệp không thành tựu. Cho nên sửa chữa lỗi lầm, cái thứ nhất cần phát là tâm hổ thẹn, cần phát thật lâu dài, không được tiểu nhân lập chí thường, thường hay ở đó hạ quyết tâm, cách một ngày lại phải lập đi một lần nữa, không được. Cái thứ hai cần phát là tâm sợ, cái tâm kính sợ. Tục ngữ chúng ta nói, ngước lên ba thước có thần linh. Thật ra cái thần linh này cũng có thể coi là lương tâm của bạn. Khi bạn làm việc gì sai càng nhiều thì trong tâm càng không yên ổn. Thường thường vẫn hay thấy ác mộng, giật mình tỉnh giấc, mỗi ngày sống ở trong
rất sợ lộ chân tướng, âm mưu bị bại lộ. Cuộc đời như vậy sớm muộn gì thân tâm đều mỏi mệt. Người thường hay làm việc xấu, không dám sửa chữa lỗi lầm, là nằm trong nhóm nguy cơ cao của bệnh ung thư, rất dễ bị bệnh ung thư. Cái gọi là nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Cho nên chúng ta nhất định phải có cái tâm kính sợ này. Bạn đừng nói không có người biết, là bất kỳ chuyện gì cũng có. Trời biết, đất biết, bạn biết. Cho nên con người muốn sống thật quang minh chính đại thì đối với muôn sự muôn vật, đối với tất cả những hành vi của mình, cần phải có cái tâm kính sợ, không được tái phạm sai lầm. Có thái độ như vậy thì không dễ gì tái phạm sai lầm. Cái thứ ba cần phát là dũng tâm, là tâm dũng mãnh. Đứng trước sai lầm của mình là giống như câu nói mà chú Lư đã nói, đối với mình phải như thế nào vậy? Đuổi cùng diệt tận. Ấn tượng của các bạn cũng sâu như vậy. Liễu Phàm Tứ Huấn đã làm một cái thí dụ. Ông nói phát hiện lỗi lầm của mình phải giống như rắn độc cắn ngón tay, giống như rắn độc bách bộ cắn vào ngón tay của bạn. Bạn vào lúc này có còn nói ây da, đau quá hay không? Có hay không vậy? Không cần nghĩ gì, cầm dao lên chặt đứt cái gốc của nó, không có được mảy may chần chừ, không được có mảy may do dự. Phải có loại quyết tâm này. Đứng trước khuyết điểm của bạn, bạn thật không nên xem nó như bạn tốt, tiếp tục nhận giặc làm cha. Không được, phải lập tức loại trừ. Đương nhiên, cái lập tức loại trừ này tuyệt đối không phải một lần là thành công, là bạn phải có loại thái độ này. Càng thất bại càng dũng mãnh. Sau khi ngã xuống vẫn phải đứng lên tiếp. Cuối cùng sẽ có ngày khắc phục được nó. Cuối cùng sẽ có ngày có thể đem quán tính, thói quen xấu của chúng ta, đem nó xô ngã, đẩy lùi đi. Đến lúc này thói quen tốt của bạn sẽ dần dần hình thành. Tôi trong lúc xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, trong đó có một màn khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Không biết các bạn có giống như tôi hay không, màn ấn tượng sâu nhất chính là Triệu Tử Long cứu A Đẩu. Bạn xem lúc Triệu Tử Long cứu A Đẩu thì nghĩ gì vậy? Chỉ có một điều, mở ra một đường máu để bảo vệ cho được A Đẩu. Dùng loại thái độ anh dũng này của Triệu Tử Long là giống y như bạn tu học, học vấn vậy. Mấy mươi vạn đại quân là giống như cái gì? Mấy mươi vạn đại quân là giống như hiện nay những cám dỗ ở bên ngoài vậy, là giống như thói quen xấu của chúng ta vậy, tràn qua như nước thủy triều vậy. Nhưng mà Triệu Tử Long hoàn toàn không lùi bước, xông lên phía trước. Và lúc này ông có còn nghĩ nói, ta hôm nay không tu học rồi hay không? Ta hôm nay không đọc sách rồi hay không? Ông có thể nghĩ lên cái ý nghĩ này không? Không thể. Ông một tâm chỉ nghĩ cứu cho được vị công chúa này. Thưa các vị, ai là A Đẩu? Bạn đừng nói với tôi là con của Lưu Bị nhé. A Đẩu chính là lương tri của bạn. A Đẩu là đại diện tánh đức của bạn. Bạn cần phải mở ra cho nó một đường máu, không được do dự. Ở trong cái xã hội này hiện nay không tiến, ác lùi. Khi bạn thật sự có thể kiên trì sửa chữa lỗi lầm 3 năm, bảo đảm bạn sẽ một vùng hoa liễu xanh tươi. Sau đó là dễ đi rồi. Cho nên tu hành chỗ khó nhất chính là ở 3 năm đầu này. Vào lúc này không được có mảy may lơi lỏng. Nếu như bạn một ngày nắng 9 ngày mưa thì không chỉ không có tiến bộ mà còn là thối bộ. Tôi có một học trò, cậu đã đổi rất nhiều trường rồi, mới tiểu học mà thôi. Tại vì sao bị đổi vậy? Bởi vì nhà trường loại trừ cậu ra. Hành vi rất nhiều chỗ không giữ nề nếp. Đến trường của chúng tôi là trường thứ tư. Sau đó bởi vì trộm cắp tiền của một viên chức, cũng đã trộm không ít. Nhưng mà tôi nghĩ cậu không phải có ý trộm nhiều như vậy. Bởi vì vào lúc đó đúng lúc để một sấp, tôi nghĩ cậu có thể chỉ muốn rút một tờ, nhưng trong tình hình cấp bách mới lấy đi hết.
Cuối cùng đúng lúc viên chức này nhìn thấy cậu đến rồi, muốn đi vào nhà vệ sinh, bỗng nhiên cảm thấy không được, nhanh chóng quay trở lại. Cuối cùng quay trở lại liền bắt gặp cậu. Hôm sau liền mời cảnh sát đến làm biên bản, bởi vì cậu còn nhỏ cũng không được xem là phạm pháp, nhưng mà chúng ta phải diễn y như thật để hù dọa cậu. Sau đó cảnh sát sau khi thẩm vấn cậu xong, cậu cũng rất thất thần, liền ngồi ở trên bậc thềm. Đúng lúc cái tiết học đó tôi không có dạy, tôi đi ngang qua nhìn thấy hình bóng của cậu. Tuy không có nhìn thấy mặt cậu, cũng có thể cảm nhận được cậu rất tuyệt vọng. Sau đó tôi liền bước đến ngồi ở bên cạnh. Các vị bằng hữu giờ lúc này có nên nói chuyện hay không? Lúc đó im lặng là tốt hơn nói. Cho nên ngôn ngữ còn phải xem bầu không khí. Giờ lúc này để cậu tỉnh một chút, chúng tôi ngồi với cậu một chút, ngồi khoảng chừng gần 1 phút 30 giây đến 1 phút, cậu liền mở miệng nói. Cậu nói: "Thầy ơi, em rất muốn chết." Hiện nay trẻ em muốn chết có nhiều hay không? Một người tại vì sao muốn chết vậy? Họ cảm thấy mạng sống không có ý nghĩa. Khi họ cảm thấy không có người yêu thương họ, thì con người mới có thể đi vào đường cùng. Tôi liền hỏi cậu: "Giờ lúc này bạn không nên rất căng thẳng, làm thầy có khi cũng phải diễn rất điềm tĩnh." Tôi liền hỏi nó: "Tại vì sao em rất muốn chết?" Luôn luôn hướng dẫn các em tìm cho ra được nguyên nhân, thì đó mới không ở đó ăn năn hối hận. Tại vì sao em muốn chết? Nó nói: "Không có ai ưa thích em." Tôi nói tiếp: "Bởi vì vào lúc này tâm trạng của nó không tốt, chúng ta cần an ủi nó một chút." Tôi nói: "Thầy Phúc Dụ có rất chán ghét em không? Toàn trường có 2 vị thầy rất quan tâm đối với nó." Tôi liền nêu ra: "Thầy Phúc Dụ có chán ghét em không?" Nó lập tức cúi đầu xuống không nói năng gì. Chúng tôi lại nói tiếp nữa: "Thế thầy Thái có chán ghét em không?" Nó lắc đầu: "Không có." Các vị bằng hữu nói chuyện có thứ tự cũng là học vấn. Chúng ta không được trước tiên nói gì mình, như vậy là quá kiêu ngạo rồi. Trước tiên phải nêu người khác, sau đó mới nêu mình. Và như vậy đã cân bằng tâm trạng của nó rồi. Bởi vì lúc con người tâm trạng quá căng thì không thể nghe đạo lý vào được. Để nó bình tĩnh trở lại, chúng tôi liền nói tiếp: "Thế tại vì sao người ta không ưa thích em?" Suy nghĩ nhân quả mới có thể khiến họ hình thành lý trí. "Tại vì sao không ưa thích em?" Nó nói: "Thưa thầy, bởi vì em đều đánh người, em đều chửi mắng người. Bạn xem những trẻ em hành vi không tốt đó, nó có lúc phân biệt thiện ác còn rõ ràng hơn bạn. Nó thiện ác phân biệt rất rõ ràng, vì sao tiếp tục làm vậy? Mấu chốt ở chỗ nào vậy?" Tôi nói với em: "Thế từ ngày mai trở đi, em không nên đánh người, không nên chửi mắng người, thì người ta sẽ ưa thích em ngay." Em học trò này trả lời. Nó nói: "Thưa thầy, em rất muốn sửa đổi, nhưng mà em không thể sửa được." Không thể sửa được. Nếu không được giáo dục, tánh nết liền đổi thay. Khi tập khí đã hình thành thâm căn cố đế rồi, thật sự cả đời con người hoàn toàn bị tập khí xỏ mũi dắt đi, loại cuộc đời đó rất đau khổ. Chúng ta nhìn thấy một em nhỏ muốn sửa đổi cũng không thể sửa được, nguyên nhân do đâu vậy? Không được dạy từ nhỏ, không được giáo dục. Sau đó tôi đi điều tra một chút về tình trạng gia đình của các em, thật sự rất loạn. Mẹ thì không biết đã đi đâu từ lâu rồi, sau đó cha lại đi tìm một người vợ người ngoại quốc, rất loạn rồi. Cho nên chúng ta càng hiểu rõ bối cảnh trưởng thành của các em thì không thể nổi giận với các em được. Còn gợi lên điều gì vậy? Gợi lên cái tâm thương xót đối với đứa trẻ này. Cho nên các vị bằng hữu, người đáng ghét nhất định có chỗ đáng thương. Chúng ta nên khoan thứ, chuyển giận thành tha thứ. Cho nên một người muốn sửa chữa lỗi lầm, bạn hôm nay muốn tự mình sửa chữa lỗi lầm cũng được, muốn khiến các em sửa chữa lỗi lầm,
thậm chí là muốn khiến cho thân hữu của bạn sửa chữa lỗi lầm, bạn đều phải dùng đức hạnh của bạn cộng thêm tính nhẫn nại của bạn. Cho nên từ hôm đó trở về sau, tôi liền lấy một cuốn sổ tay nhỏ. Tôi nói với em học trò này, tôi nói khi trang vở này mở ra, bên này là ưu điểm, bên này là khuyết điểm. Em mỗi ngày hãy báo cáo với thầy, nhìn thấy hôm nay làm việc tốt gì, hôm nay làm việc xấu gì. Chúng ta không nhiều. Tuần lễ sau nhất định phải khuyết điểm ít, ưu điểm nhiều hơn so với tuần này. Là bắt đầu tương tác với em như vậy. Cho nên đời người tóm lại là do gặp duyên khác nhau. Một đứa trẻ có thể gặp được cha mẹ tốt, thế thì cả đời nó đã được đặt nền tảng tốt rồi. Một đứa trẻ có thể gặp được bậc thầy tốt, bậc bề trên tốt, cũng có thể giúp một tay cho cuộc đời nó rồi. Cho nên chúng ta cũng phải kỳ vọng mình có đức hạnh tốt, để có thể trở thành người giúp một tay cho những thế hệ sau này, có thể trở thành duyên phận rất quan trọng cho cả đời thế hệ sau. Cho nên ngoài có tâm hổ thẹn, tâm kính sợ ra, còn phải có tâm dũng mãnh. Và cái tâm dũng mãnh này còn phải dựa vào sự khích lệ và ủng hộ của bạn bè và bậc đàn anh. Hiện nay các vị bằng hữu, bạn muốn thành tựu đạo đức học vấn, bạn đừng nên mong ngóng người khác đến vỗ vai khích lệ cho bạn. Vì sao vậy? Chúng ta hiện nay văn hóa đã xuống đến đấy rồi. Hiện nay muốn kéo lên, lúc này là lúc gian khổ nhất. Cái gọi là lên cao ắt tự ti, đi xa ắt tự gần. Nhóm người thứ nhất là gian khổ nhất, nhóm người thứ nhất trưởng thành cũng nhanh nhất. Cho nên chúng ta hiện nay lúc đang làm, hầu hết mọi người bên cạnh sẽ không ủng hộ bạn. Rất nhiều người còn cười bạn, anh ngốc như vậy. Thiệt thòi, đâu có người nào ngốc như vậy. Anh đối với người ta tốt như vậy, người ta có đối xử tốt với anh không? Quá nhiều chất vấn có thể giống như nước thủy triều tràn ập qua bạn vào lúc này. Bạn phải có người không biết nên không giận. Chẳng phải là quân tử sao? Người ta đều không hiểu chúng ta vẫn cứ tuân thủ theo cuộc đời chính xác mà đi. Và khi bạn có thể có dũng khí như vậy, có quyết tâm, đợi đến sau khi bạn đi được 3 tháng, 6 tháng, từ từ họ nhìn thấy bạn có thay đổi lớn như vậy, bao gồm đức hạnh của, bao gồm cuộc sống gia đình, tình trạng công việc đều có biến đổi, thì những người thân này sẽ nảy ý làm theo, nảy ý đi theo. Cho nên người dẫn đầu luôn luôn phải có dũng khí hơn. Chúng ta nói ở trong thế giới người lớn, người khác sẽ không nghe bạn nói gì. Người khác chỉ biết nhìn bạn làm cái gì. Cho nên chúng ta có cái tâm hổ thẹn này, hy vọng có thể kế thừa nền học vấn thất truyền của thánh xưa, thì nhất định phải có thể chịu đựng những quá trình này. Khi chúng ta thật sự diễn được rồi, thì đó chính là thời cơ nói của chúng ta. Cái gọi là vì người diễn thuyết, cái trật tự này không thể điên đảo. Bạn vừa mở đầu đã nói ra một lô rồi, đến khi người ta thấy anh đều chưa làm được, bạn sẽ tức chết đi được. Cho nên trước tiên diễn tốt rồi hãy nói. Tốt rồi, cảm ơn mọi người.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Nam Mô.